Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà An vừa tổ chức thực hiện phần việc trồng hoa và cây xanh bảo quản tuyến hẻm 176 tại khu vực 2 phường Trà An. Tuyến hẻm có chiều dài 170m, rộng 3m, được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ trực tiếp tổng vệ sinh mặt hẻm, làm cỏ, cạo trông treo vách tường và trồng và treo 170 giỏ hoa các loại với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Qua đây, chị em phụ nữ cũng kêu gọi người người trồng cây, nhà nhà trồng cây và thực hiện ba sạch, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển cây trồng, làm xanh môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trong quận đã đăng ký thực hiện 8 công trình phần việc với tổng kinh phí 200 triệu đồng nhằm chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ tái sản xuất ổn định kinh tế.